Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 12 tây tháng 10 năm 2020 Và ngày hôm nay ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Thì các bạn thấy được là thị trường chứng khoán ngày hôm nay lại tiếp tục tăng trưởng Và nếu chúng ta nói tới thị trường crypto Thì nếu các bạn lên trên những trang web tìm đọc những thông tin liên quan đến tình hình của giá cả của crypto, giá cả của Bitcoin Thì các bạn sẽ thấy được là có rất ít thông tin liên quan tới giá cả mà đến trực tiếp từ thị trường crypto mà phần lớn các bạn thấy được là những cái thông tin mà đến từ thị trường tài chính nói chung thì trong video này tôi muốn chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin mà mình cảm thấy quan trọng các bạn cần phải hiểu được là tại sao bây giờ nhiều nhà đầu tư lại lạc quan một số nhà đầu tư lại lo ngại và một số lại không rõ xu hướng tại vì bây giờ các bạn thấy được là tình hình của thị trường tài chính nói chung nghĩa là chứng khoán của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến giá cả của BTC và chúng ta thấy là ngày hôm nay thì không có cái thông tin tốt liên quan đến uh, thị trường tài chính nhưng mà chứng khoán vẫn tiếp tục tăng lên cho mình thấy được là Dow Jones thì kết thúc hôm nay tăng 0,88% ở mức là tăng hơn 250 điểm. S&P 500 thì tăng 1,64% tăng 57 điểm và Nasdaq thì tăng tổng cộng là 2,56% tăng 296 điểm. Thì chúng ta nhìn vào những cái thị trường khác như là chúng ta nhìn vào thị trường vàng đi cho mình thấy được là vàng thì hôm nay lại đi xuống một phần xuống 0,44% là 1920 đô cho một ounce vàng hiện tại. Nhìn vào thị trường crypto nói chung thì các bạn thấy được là vẫn tiếp tục đi theo xu hướng của chứng khoán. Bitcoin thì trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua tăng 0 trăm là 11.448 thực ra hồi sáng này Bitcoin đã qua 11.500 đô lúc mà các bạn thấy được là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ lúc mà chỉ số Dow Jones tăng hơn 300 điểm thôi có làm một cái video đăng trên cái kênh Thuần Capital Financial Như bạn nào mà chưa đăng ký chưa theo dõi thì bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy cái thông tin liên quan đến channel đó và chúng ta một lát nữa cũng sẽ nói chi tiết hơn về cái sự quan hệ giữa thị trường Bitcoin với lại thị trường S&P 500 có nghĩa là chứng khoán của Hoa Kỳ và thị trường vàng để cho các bạn hiểu được là trong thời gian qua thì quan hệ giữa Bitcoin, chỉ số S&P 500 và vàng là như thế nào và chúng ta nhìn vào ngày mai thì hiện bây giờ futures nghĩa là những cái hợp đồng tương lai thì mình thấy được là Dow future, S&P future và Nasdaq future đều đi xuống là khoảng chừng là 0,45% thị trường các bạn thấy được là chúng ta nói tới thị trường chứng khoán của hoa kỳ thì hầu như là một ngày nóng một ngày lạnh có thể là các bạn thấy là hôm nay thị trường lạc quan nhưng mà ngày mai thì thị trường cảm thấy là không lạc quan lắm tại vì sao tại vì có rất nhiều những cái thông tin và những cái ý kiến có thể nói là đối đầu với nhau ở thời điểm hiện tại khiến cho nhiều người lo lắng nhiều người lạc quan và nhiều người thì không biết chuyện gì đang xảy ra chúng ta sẽ nói về những cái yếu tố này một lát nữa nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và đương nhiên nếu như các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội thì các bạn bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức như là Twitter, Facebook và Telegram. Thì chúng ta trước khi nhìn vào những thông tin mình thường đã chia sẻ trên cái channel Thuận Capital Financial hôm nay có hai thông tin thường cảm thấy là lớn liên quan tới thị trường tài chính nói chung và các bạn sẽ thấy được là hai thông tin này là hai thông tin mà không phải là hai thông tin tốt thậm chí chúng ta lại có thêm nhiều thông tin không tốt mới được chia sẻ nhưng mà chứng khoán vẫn tiếp tục tăng lên và cái mà anh thấy được là đầu tiên hết không có gì khác hơn đó chính là tình hình của gói hỗ trợ nhưng mà thực ra ngày hôm nay không có thông tin gì gọi là mới liên quan đến gói hỗ trợ phần lớn thì nhìn những cái thông tin thường đã chia sẻ với các bạn những thông tin đã được chia sẻ hồi cuối tuần thì những nhà báo cứ xào tới xào lui cùng những thông tin đó mà thôi thì căn bản những gì mà các bạn cần nên biết được là thông tin mới nhất là thông tin được chia sẻ hồi thứ bảy thì lúc đó tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng muốn đưa ra một cái gói hỗ trợ là 1,8 nghìn tỷ nhưng mà các bạn thấy được là cái gói hỗ trợ này đã nhanh chóng bị từ chối bởi cả hai đảng đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ thì đương nhiên là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vẫn muốn có một cái hỗ trợ là có con số lớn hơn là 2,2 nghìn tỷ. Trong đó bao gồm nhiều cái mục khác nhau. Còn đảng Cộng Hòa thì đương nhiên nghĩ là con số tiền đó quá lớn. Và các bạn thấy được là ngay cả những cái nỗ lực đưa ra những cái hỗ trợ riêng lẻ để mà hỗ trợ những cái doanh nghiệp nhỏ để mà hỗ trợ người dân với 1.200 đô hay là hỗ trợ hay hàng không 25 tỷ thì những cái nỗ lực đó cũng bị từ chối bởi Chủ tịch Hạ viện Nancy cho nên hiện bây giờ chúng ta không có một gói hỗ trợ nào mà được sự đồng ý của cả ba bên à, Nghĩa là Dân Chủ, Cộng Hòa và Nhà Trắng Và chúng ta thấy được là cái cơ hội mà một gói hỗ trợ được thông qua trước ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 Thì cơ hội đó càng ngày càng thấp xuống Thì câu hỏi các bạn thấy được là tại sao thì chứng khoán lại tăng trưởng nếu như đó là sự thật Thì chứng khoán bây giờ thì câu chuyện được nói tới ngày hôm nay là gói hỗ trợ chỉ cần là có là những nhà đầu tư sẽ lạc quan không cần biết là gói hỗ trợ đó nếu như mà không có trước ngày bầu cử thì sẽ có sau ngày bầu cử nếu không có trước cuối năm thì sẽ có đầu năm 2021 nếu không được thông qua bởi tổng thống Donald Trump thì sẽ được thông qua bởi tổng thống mới tổng thống Joe Biden cho nên miễn là có gói hỗ trợ thì thị trường sẽ tiếp tục lạc quan cộng với lại Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường, nghĩa là cục dưới mang của Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục bơm tiền để mà hỗ trợ thị trường. Nếu như đầu tư, chỉ cần bao nhiêu đó là đủ, cho nên các bạn thấy được là không có thông tin tốt liên quan đến gói hỗ trợ. Nhất là thông tin là gói hỗ trợ được thông qua trước ngày bầu cử, nhưng mà chứng khoán vẫn tiếp tục tăng lên. Đây là cái sự khác biệt rất là lớn, tôi đã chia sẻ trong cái video kia. Tại vì cách đây vài tuần, các bạn thấy được là tuần vừa rồi và những tuần trước đó, miễn là thông tin xấu liên quan đến gói hỗ trợ, thì các bạn sẽ thấy được là thị trường chứng khoán sẽ đảo chiều và thị trường chứng khoán đảo chiều sẽ dẫn theo thị trường Bitcoin tại vì cái sự tương quan bây giờ cũng còn rất cao tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa và đương nhiên ngược lại thị trường chứng khoán tăng lên thì Bitcoin cũng đi theo thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ chúng ta nói tới những chỉ số mà thường mới bị đọc cho các bạn chỉ số Dow, S&P 500 và Nasdaq Chúng ta bây giờ hãy nói tới một thông tin khác nữa đó chính là những cái công ty của Hoa Kỳ thì những công ty mà lên sàn thì trong tuần này sẽ dần dần đưa ra cái tài liệu thua lỗ hay là có lời như thế nào trong cái quý 3 và nhiều người thì đương nhiên là có cái nhìn không được lạc quan về những cái công ty này trong quý 3 tại vì chúng ta vẫn đang nằm trong tình hình đại dịch từ tháng 6 đến tháng 9 cho nên những công ty này có khả năng là khai lỗ rất là nhiều Mặc dù đó là điều mà nhiều nhà đầu tư à, đang coi coi là thay lỗ là bao nhiêu Nhưng mà cái câu chuyện là miễn là không lỗ nhiều như những nhà đầu tư nói Thì vẫn còn có cơ hội được tăng trưởng Khi ta nói tới giá cả của chứng khoán Có nghĩa là miễn là không lỗ nhiều Như là mọi người tưởng tượng thì giá cả chứng khoán vẫn có thể tiếp tục được tăng trưởng Đây là điều mà mình đã chia sẻ trong video kia Bây giờ ta hãy nói tới những thông tin mới hơn Mà liên quan đến thị trường chứng khoán Các bạn thấy được là chúng ta nhận được thông tin mới đây thì bác sĩ Fossey nói là mùa đông đã bắt đầu dẫn đến cho mình thấy được là ở Cali thì trong tuần này vẫn còn nóng nhưng mà những nơi khác, những tiểu bang khác thì đã bắt đầu lạnh trở lại và Cali thì thường thường là cuối tháng 10 đầu tháng 11 là sẽ bắt đầu lạnh trở lại thì điều này nghĩa là gì? Điều này nghĩa là cái sự trở lại của dịch bệnh là một điều mà khó tránh khỏi Đây ít ra dựa theo thông tin được chia sẻ bởi bác sĩ Fossey Và trong dòng Thời gian qua các bạn thấy được là gần đây nhất là hồi ngày Chủ nhật thì đã có 44.600 ca nhiễm mới tại Hoa Kỳ và trung bình trong vòng 7 ngày qua thì con số ca nhiễm mỗi ngày trung bình lên đến 49.200 ca nhiễm có nghĩa là cái ca nhiễm đã tăng trưởng trở lại và không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ mà các bạn thấy được là ở những nơi khác như là các bạn thấy được là ở châu Âu, ở Europe thì cũng có cái sự tương tự xảy ra có nghĩa là những ca nhiễm đã trở lại và tiếp tục tăng trưởng thì những điều này sẽ làm cho nhiều người lo ngại đến một điều đó chính là có đóng cửa nền kinh tế nữa hay là không Và đương nhiên đóng cửa nền kinh tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với chỉ số chứng khoán Cho nên đây là một điều mà nhiều người vẫn đang xem xét cần như thế nào Nhưng mà một điều quan trọng hơn hết là bây giờ các bạn thấy được là khi mà thông tin được chia sẻ hồi 8 giờ 12 phút tối giờ ở New York thì các bạn thấy được là lúc đó chúng ta thấy là cái sự đảo chiều của future những cái hợp đồng tương lai đã đảo chiều xuống 0,40,5% thì ngày mai mở cửa như thế nào chúng ta sẽ thấy được là cái suy nghĩ của những đầu tư là có lo ngại về cái dịch bệnh trở lại hay là không Tại sao lại không lo ngại tại vì có thể nhiều nhà đầu tư vẫn nghĩ là chúng ta sẽ có một cái vaccine có hiệu quả từ đến cuối năm cho nên dịch bệnh nó trở lại cũng không quan trọng nhiều nhưng mà chúng ta hãy coi coi ngày mai mở cửa chứng khoán như thế nào và các bạn thấy được là một trong những điều khác nữa được chia sẻ, đó chính là liên quan đến Goldman Sachs. Goldman Sachs là một cái ngân hàng đầu tư cũng rất là nổi tiếng, các bạn thấy được là Goldman Sachs là một cái tên tuổi mà hầu như những người nào trong giới đầu tư mà không nghe nói tới thì Goldman Sachs đưa ra một cái lập luận là nếu như mà chúng ta thấy có một trường hợp mà tổng thống Donald Trump không tái đắc cử được tổng thống mới là Joe Biden mà cộng vào đó nữa là chúng ta có thêm hai điều đó chính là hạ viện thượng viện cũng bị control bị quản lý bởi đảng dân chủ thì tình hình lúc đó sẽ như thế nào các bạn có thể thấy được là đây là một trong cái tình hình mà nhiều nhà đầu tư có thể là lo ngại nhưng mà Goldman Sachs thì lại không nghĩ như vậy các bạn thấy được là Goldman Sachs lập luận nói là khi chúng ta có tổng thống là tổng thống Joe Biden và các bạn thấy hạ viện thượng viện là của đảng dân chủ thì có thể dẫn đến là thuế tăng có thể dẫn đến là thị trường sẽ trao đảo và đi xuống nhưng mà Goldman Sachs không nghĩ như vậy Goldman Sachs nghĩ là cái cơ hội mà chúng ta có vaccine hay là cái cơ hội mà có được một cái gói hỗ trợ thông qua lúc đó cũng tăng lên cho nên miễn là có vaccine có gói hỗ trợ thì ai làm tổng thống ở thời điểm đó cũng quan trọng nhiều chứng khoán vẫn cũng sẽ tiếp tục tăng lên mặc dù là Joe Biden Uh, đắc cử. Cho nên các bạn thấy được ý của Google mình xác mới nói là hiện bây giờ cho dù là tổng thống Trump tái đắc cử hay là Joe Biden đắc cử thì cái cơ hội chứng khoán tăng lên vẫn có miễn là miễn là chúng ta không nhận được thông tin liên quan đến vaccine bị trì hoãn hay là vaccine không có hiệu lực miễn là hai điều đó không xảy ra thì ai làm tổng thống Goldman Sachs vẫn lạc quan về cái tình hình kế tiếp nhất là khi chúng ta nhìn vào đồng đô la thì Goldman Sachs không lạc quan lắm về đồng đô la cho mình thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái US dollar index nghĩa là cái chỉ số đồng đô la DXY thì chúng ta thấy là khi mà dịch bệnh xảy ra hồi tháng 3 năm 2020 lúc mà bùng nổ Hoa Kỳ thì lúc đó là đồng đô la đã có cái sự tăng trưởng tại vì sao tại vì lúc đó là mọi người thì đều ao ạt rút tiền ra khỏi những thị trường như là thị trường chứng khoán thậm chí là các bạn thấy được bitcoin vàng cũng đi theo cùng một xu hướng tại mọi người đang lo ngại họ cần tiền mặt cho nên đã dẫn đến là đồng đô la có sự tăng trưởng nhưng mà sau đó các bạn thấy được là bắt đầu là từ tháng 5 cho đến bây giờ thì đồng đô la lại tiếp tục và tiếp tục xuống giá khi mà so sánh với những cái đồng khác và đô mình xác thì đoán là giá của đồng đô la sẽ tiếp tục và tiếp tục đi xuống Nghĩa là sao? Có nghĩa là mọi người sẽ lạc quan hơn với thị trường tài chính Họ sẽ rút tiền ra và họ sẽ bắt đầu là đẩy ngược tiền trở vào thị trường tài chính Chúng ta sẽ có thêm một thông tin khác cũng quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn Thì điều đó sẽ dẫn đến đồng đô la mất giá và đồng đô la mà đi xuống Chỉ số DXY đi xuống nghĩa là sao? Nghĩa là Bitcoin có cơ hội tăng trưởng trong thấy được đây là cái thống kê cái sự tương quan giữa cái chỉ số DXY như này chỉ số đồng đô la thì các bạn thấy được là cái sự tương quan từ tháng 6 cho tới bây giờ là phần lớn là tương quan âm nghĩa là sao có nghĩa là khi mà đồng đô la tăng trưởng cái biểu đồ DXY này tăng trưởng thì giá của BTC đi xuống và ngược lại nếu như mà cái sự đi xuống này tiếp tục thì giá của BTC sẽ tăng lên Đây là cái điều được chia sẻ uh, Bởi Rap cho một bài viết ngày hôm nay Mình thường muốn chia sẻ với các bạn Và chúng ta thấy một cái thông tin khác nữa Đó chính là có thể Là chúng ta thấy có rất nhiều tiền Sẽ từ từ ào ạt đổ ngược Trở vào thị trường chứng khoán Tại vì sao? Chúng ta nhìn vào hai cái biểu đồ Đây là cái biểu đồ Money Market Nghĩa là cái số tiền mà người ta đầu tư Vào những cái mảng đầu tư mà cực kỳ an toàn Có thể nói là gần như là tiền mặt Ngay là những cái trái phiếu Mà có cái thời hạn ngắn để cho người ta chú ẩn trong thời gian mà không biết tình hình như thế nào Thì thường thường là những người đầu tư họ sẽ rút tiền Đẩy tiền vào những cái quỹ đầu tư Money Market này Trong cái tình hình mà hỗn loạn Để mà chờ đợi cái tình hình kế tiếp Thì các bạn thấy được là khi mà chúng ta thấy dịch bệnh bùng nổ tháng 3 Thì rất rõ ràng là cái con số mà được đẩy vào Những cái quỹ đầu tư Money Market rất là nhiều Các bạn thấy được là lên tới con số rất là cao Là gần như là 5.000 tỷ đô la tôi đã chia sẻ với các bạn trong những video trước đây Nhưng mà trong thời gian gần đây thì như thế nào? Các bạn thấy được là bắt đầu khoảng chừng là đầu tháng 6 cho tới bây giờ thì số tiền đã được từ từ rút ra, thì số tiền rút ra đi về đâu? Thì nhiều người cho là sẽ rút ra và đẩy ngược trở vào thị trường chứng khoán. Cho nên càng ngày thì lại càng có nhiều tiền hơn được đẩy trở ngược vào thị trường chứng khoán tại vì mọi người có lòng tin nhiều hơn. Thì các bạn thấy được là trong bài viết này nói là có thể có tới một Nhìn tỷ là có khả năng là sẽ rút ra khỏi những quỹ đầu tư ngắn hạn này và đẩy ngược trở vào thị trường chứng khoán và điều này sẽ dẫn đến là chứng khoán sẽ có sự tăng trưởng và đương nhiên nếu như mà chứng khoán với lại bitcoin có cái sự quan hệ mật thiết thì bitcoin cũng sẽ tăng trưởng theo và nói tới đây chúng ta hãy nhìn vào cái sự quan hệ giữa bitcoin và chứng khoán của hoa kỳ s &P 500 thì các bạn thấy được đây là cái biểu đồ của Bitcoin và S&P 500 Thì các bạn thấy là khi thường nói tới là hai thị trường này có cái sự quan hệ mật thiết Thì thường chỉ nói vào thời gian ngắn hạn Tại vì thường đã từng chia sẻ với các bạn là thời gian mà dài hạn hơn Thì thật ra mà nói là giữa Bitcoin và chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ Thì có lúc tương quan âm, có lúc tương quan dương Có nghĩa là không có một xu hướng nào gọi là ấn định hết Nhưng mà ít ra trong vòng một năm qua thì các bạn thấy được là cái sự tương quan bắt đầu là từ tháng 2 năm 2020 đã từ từ tăng lên và nhất là khi dịch bệnh xảy ra thì cái sự tương quan là tương quan dương có nghĩa là đi cùng một xu hướng và càng ngày lại càng tăng lên cho tới thời điểm bây giờ các bạn thấy được là cái sự tương quan vẫn còn khá cao cho nên các bạn thấy được là mỗi một lần mà chứng khoán tăng thì bitcoin tăng chứng khoán xuống thì bitcoin đi xuống đó là chúng ta nói tới bitcoin và S&P 500 Chúng ta hãy nói về Bitcoin và vàng thì các bạn thấy được là Bitcoin và vàng Thì cái sự tương quan bây giờ cũng là tương quan dương các bạn thấy được là bắt đầu là từ tháng 8 cho tới bây giờ Còn trước đó nữa các bạn thấy là từ một năm qua thì Bitcoin mới là và vàng Thì hầu như là cái sự tương quan càng, ngày càng giảm xuống và thậm chí Có một thời gian từ tháng 6 cho đến tháng 7 của năm nay là tương quan âm có nghĩa là đi ngược xu hướng về là vàng nhưng mà từ tháng 8 cho tới bây giờ thì cái sự tương quan đã trở lại là tương quan dương có nghĩa là đi cùng một xu hướng thì chúng ta nhìn vào vàng với lại S&P 500 thì tương quan như thế nào thì mình thấy được là vàng và S&P 500 thì bây giờ thì cũng là tương quan dương nhưng mà cũng có lúc là tương quan âm của năm nay nhưng mà từ tháng 7 cho đến bây giờ thì là tương quan dương nhưng mà cái sự tương quan không có cao như là trên sự tương quan giữa Bitcoin và S&P 500 thì những điều này có nghĩa là gì? Những điều này có nghĩa là nếu như mà chúng ta nói Bitcoin là vàng 2.0 là vàng điện tử thì có thể là về một phương diện nào đó chúng ta nghĩ đó là sự thật nhưng mà về cái phương diện giá cả thì các bạn thấy được là rất rõ ràng là trong thời gian gần đây khi mà dịch bệnh xảy ra, khi mà khủng hoảng xảy ra thì Bitcoin đi theo xu hướng của chứng khoán ít ra đây là điều chúng ta thấy trong thời gian ngắn hạn, dài hạn hơn thì chúng ta lại sẽ tiếp tục theo dõi đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn Cho nên những cái thông tin mà thường mới về chia sẻ với các bạn Là tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến thị trường chứng khoán xu hướng kế tiếp Là tại vì nếu như chứng khoán tăng Thì chúng ta có cơ hội cao là thấy Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng Nhất là với cái sự tương quan trong thời gian đây giữa Bitcoin và S&P 500 Sự tương quan giữa Bitcoin và vàng thì không có mạnh và sự tương quan giữa vàng và S&P 500 thì vẫn là tương quan dương Dẫn đi cùng một cái xu hướng trong thời gian mấy tháng qua Nhưng mà sự tương quan là không cao Các bạn thấy được là giữa vàng bên là S&P 500 Là cái sự tương quan trên cái chỉ số này là khoảng chừng là 0.04 Trong khi mà chúng ta thấy là Bitcoin và S&P 500 Cái sự tương quan đã lên qua khỏi 0.2 Cái sự khác biệt rất là nhiều và chúng ta nhìn vào một cái thuyết được chia sẻ bởi Alex um, Alexander Thì Alexander cũng là một cái youtuber và chia sẻ ra tình hình bây giờ của Bitcoin Thì Alex nghĩ là chúng ta đang nằm trong cái tình hình năm 2017 khoảng chừng là tháng 7 Khi mà chúng ta nhận được nhiều cái thông tin gọi là thông tin đáng lo ngại liên quan tới Segwit Liên quan tới Harford, Fork bạn thấy được là lúc đó đã có cái tình hình là Bitcoin có bị tách rời hay là không đương nhiên bây giờ chúng ta đã biết là Bitcoin được tách rời ra khỏi Bitcoin và Bitcoin Cash À, nhưng mà thời điểm đó mọi người đều không biết được tình hình sẽ như thế nào và khi mà tách rời như vậy thì bitcoin sẽ ra sao, chuỗi nào mới là chuỗi chính thức hay được được bây giờ nhìn lại thì rất là hoang đường nhưng mà lúc đó ai cũng rất là lo ngại bản thân thường lúc đó cũng phải tự à, lưu trữ một số những cái đồng bitcoin cash tại vì sao thường không biết được là đồng nào sẽ trở thành đồng chiến thắng khi mà chúng ta thấy cái sự tách rời giữa bitcoin thành bitcoin bitcoin cash à, cho nên Alexander nói là bây giờ thì thị trường Bitcoin cũng còn nhiều cái sự lo ngại Nhưng mà nếu như Bitcoin mà như là năm 2017 thì chúng ta chỉ bắt đầu Chỉ là mới đến chân núi mà thôi cái sự tăng trưởng vẫn còn đứng sau lưng Tại vì sau tháng 7 năm 2017 thì các bạn thấy được là Bitcoin đã đi thẳng lên Tới cái giá là 20.000 đô Thì Alexander vẫn nghĩ là chúng ta chỉ mới bắt đầu cái mùa tăng trưởng mà thôi Những cái sự lo ngại sẽ từ từ tan biến đi tại vì Bitcoin đã bắt đầu và có mùa tăng trưởng kế tiếp các bạn nghĩ sao hãy comment ở phía dưới một thông tin khác nữa mà được chia sẻ ngày hôm nay đó chính là liên quan tới hash rate nghĩa là tốc độ đào của Bitcoin thì lại tiếp tục và tiếp tục tăng trưởng thực ra mà nói đây là một cái thông tin thùng đã chia sẻ một số lần với các bạn liên quan tới cái ý nghĩa khi mà chúng ta thấy được tốc độ đào tăng lên Thực ra mà nói là tốc độ tăng lên chỉ có thể nói lên được là cái chi phí đào sẽ tăng lên tại vì độ khó đào sẽ tăng lên, càng càng nhiều người tham gia vào đào thì độ khó đào sẽ càng tăng lên tại vì độ khó đào sẽ đi theo tốc độ đào. Nhưng mà cái sự mà khai thác khác Bitcoin thì cũng như vậy Các bạn thấy được là Bitcoin cũng sẽ tiếp tục giữ cái khoảng cách là khoảng chừng là 10 phút mới có một lóc và một lóc các bạn thấy được là cái hour cũng giống nhau cái sự thưởng cho thời đào cũng giống nhau chỉ có là cái chi phí đào sẽ tăng lên và chi phí đào tăng lên sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của những cái thợ đào là khi nào họ bán khi nào mà họ giữ đương nhiên lúc mà giá cả đi xuống là không phải lúc mà họ bán nhưng mà lúc giá cả từ từ đi lên khi mà họ cảm thấy là thị trường có lực mua tốt thì họ mới bắt đầu xả hàng ra đây là điều mình thường đã chia sẻ trước đây Cho nên khi mà tốc độ tăng lên thì nhiều người tin tưởng là sẽ dẫn đến là độ khó đào tăng lên Và dẫn đến là cái chi phí đầu tăng lên thì nhiều thợ đào sẽ có cái xu hướng là lưu trữ và chờ đợi Bitcoin tăng giá mới bán Đây là điều mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái điều này Và ngay cả trong thị trường Bitcoin thì cũng có một cái Điều tương tự như là chúng ta thấy khi mà chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán các bạn thấy được là chúng ta mới vừa nói tới là có cái số lượng lớn tiền từ những cái quỹ đầu tư an toàn, nghĩa là những cái quỹ đầu tư money market thì đã bị rút ra và nhiều người tin tưởng là sẽ tiếp tục rút và đẩy vào thị trường chứng khoán dẫn đến là chứng khoán sẽ tăng giá thì Bitcoin nhiều người nhìn vào cái số lượng đồng ổn định mà được in ra trong thời gian gần đây các bạn thấy được là trong vòng chỉ có khoảng chừng là một năm chúng ta thấy được là đầu năm 2019 là có 2,6 tỷ đô la đồng ổn định tổng cộng chúng ta nói là cộng hết những đồng ổn định trên thị trường nhưng mà cho đến thời điểm là khoảng chừng là cuối tháng 9 mới đây thì Tổng số tiền nằm ở trong những đồng ổn định đã lên tới 16 tỷ đô la và nhiều người tin tưởng là 16 tỷ đô la này là con số này vẫn đang tiếp tục nằm giữ ở trong cái số lượng tiền ổn định này và vẫn chưa được đẩy vào thị trường Bitcoin. Cho nên nếu như mà số lượng tiền này đẩy vào Bitcoin thì lúc đó giá cả sẽ như thế nào? Thì tóm lại các bạn thấy được là Thuần chia sẻ nhiều cách nhìn khác nhau để các bạn có thể có thêm một tài liệu để đưa ra quyết định đầu tư cho bản thân mình. Cái điều quan trọng nhất hết là chúng ta nhìn vào cái hình mà Thuần đang chia sẻ thì các bạn nghĩ là chúng ta đang nằm ở đâu? thì nếu như các bạn là một người mà nằm ở phía dưới cái phần này con tàu mà đang chìm thì các bạn thấy được là người mà nằm ở cái phần mà tàu đang chìm thì sẽ nói là chúng ta đang chìm nhưng mà người mà nằm ở đầu tàu thì sẽ nói là chúng ta đang ở trên cao thì các bạn nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong tình hình nào một điều khác thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán hiện bây giờ thì vẫn còn rất nhiều người các bạn có thể tìm đầy ở trên youtube nói là thị trường chứng khoán là một cái thị trường tăng trưởng giả tại vì fed bơm tiền vào trong thị trường những cái gói hỗ trợ giúp đỡ cho chứng khoán có sự tăng trưởng nhưng mà cái nền kinh tế vẫn còn rất là xấu cho nên thì chứng khoán sẽ đi xuống sâu nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì vẫn chưa nghe được một người nào mà có tầm ảnh hưởng có số tiền lớn mà dám sát thị trường thì cảm thấy thị trường bây giờ là không ai dám sát hết người ta số thì không dám nhưng mà có nhiều người thì sẽ tự lo bản thân mình bằng cách là lưu trữ những loại tài sản khác như là Bitcoin hay là vàng. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Tôi biết là video này cũng dài hơn là những video bình thường nhưng mà có rất nhiều thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn giao dịch nào thì các bạn đừng quên bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital như là các bạn có thể vào những cái sàn và nhận được hỗ trợ của như tín hiệu trên miễn phí hay là các bạn có thể nhận được cái sự giảm giá 20% phí giao dịch mãi mãi. Bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu thêm và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.